Xin chào các bạn, hôm nay Vietnam Book giới thiệu cho các bạn cuốn sách Để quảng cáo không phải là quảng cáo của tác giả Simon Wessner. Để quảng cáo không phải là quảng cáo là cuốn sách dành cho tất cả những ai mong muốn phát triển sự nghiệp hoặc cân nhắc tới việc bước chân vào thế giới ngành quảng cáo và trở thành một chuyên viên quảng cáo. Sự khác biệt giữa cuốn sách này và những cuốn sách chuyên về quảng cáo khác là cuốn sách này sẽ không dạy bạn cách để có được các ý tưởng hay cách viết các chương trình quảng cáo. Có rất nhiều các cuốn sách khác đã xuất bản xử lý những khía cạnh này, và nó cũng đã được dạy ở các trường đại học. Tuy nhiên, điều các bạn sinh viên chưa bao giờ được dạy là tập hợp các kỹ năng mà bạn cần để tạo ra một chương trình quảng cáo sáng tạo, vượt trên khả năng viết những chương trình quảng cáo tốt. Cuốn sách Để quảng cáo không phải là quảng cáo không dạy bạn cách để có được các ý tưởng hay cách viết chương trình quảng cáo mà nói về cách làm việc như một nhà quảng cáo. Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách để tận dụng những ưu thế tốt nhất từ những người mà bạn làm việc cùng, chẳng hạn như các nhà lập kế hoạch, nhiếp ảnh gia hay đạo diễn. Nó cũng sẽ dạy bạn cách để thành công trong việc khiến cho giám đốc sáng tạo chấp nhận ý tưởng của bạn và cách để trình bày các ý tưởng của mình với khách hàng. Cũng có những vấn đề nhẹ nhàng hơn được thảo luận trong cuốn sách, chẳng hạn như liệu trang phục của bạn có thực sự quan trọng không và làm thế nào để tranh luận với cộng sự. Cuốn sách Để quảng cáo không phải là quảng cáo được viết bởi copywriter Simon Wexner của Ba Tàu Bọ Hồ Hề Gatti London, nơi tác giả đã tạo ra các chiến dịch quảng cáo thành công cho các thương hiệu nổi tiếng như Levi's, Audi và Barnardo. Tác giả đã giành được trên 50 giải thưởng trong 16 năm làm việc với vai trò là giám đốc sáng tạo và giám khảo của D&S. Trước khi tham gia vào lĩnh vực quảng cáo, Simon Wexner là một nhà báo quen thuộc của các tờ The Independent, The Guardian và The Sunday Times. Cuốn sách Để quảng cáo không phải là quảng cáo với 4 phần kèm theo những hình ảnh minh họa đầy thú vị và sáng tạo làm cho người đọc phải tò mò, hứng khởi và hạnh phúc khi tìm ra những thông tin mới mà một người làm quảng cáo đang cần. Như David Roga đã cảm nhận về nó, cuốn sách này bàn về những phẩm chất bạn cần để có thể thành công trong lĩnh vực quảng cáo, trên cơ sở bạn đã làm tốt công việc này. Tôi không hoàn toàn đồng ý với từng từ, từng chữ ở đây có rất nhiều quan điểm khác nhau trong lĩnh vực này, và sẽ thật ngạc nhiên nếu có hai cá thể độc lập hoàn toàn đồng ý với nhau trong mọi vấn đề. Nhưng điều mà tôi vô cùng tâm huyết và hoàn toàn đồng ý là thành công sẽ được quyết định bởi rất nhiều yếu tố khác bên cạnh khả năng làm việc của bạn. Phần 1. Nhận việc. Bạn có những phẩm chất cần thiết để trở thành một chuyên gia sáng tạo không? Là một chuyên gia sáng tạo, công việc ấy dành cho những người hướng ngoại với đầy ắp những ý tưởng phong phú, có khả năng thu hút mọi người vào những hoạt động cụ thể hay đó là công việc dành cho những người hướng nội, những con người cô độc, thích trốn vào một góc lặng lẽ hay ngồi nhâm nhi cà phê nơi quán cũ nào đó để cho những ý tưởng sáng tạo trời vượt qua. Trên thực tế cho thấy rằng, sáng tạo không phụ thuộc vào màu da, sắc tộc, không phụ thuộc bạn là người châu Á hay châu Âu, bạn là nam hay nữ, già hay trẻ, chẳng có một cá tính cụ thể nào thống trị khả năng này. Tuy nhiên, với những nhà sáng tạo, họ đều có những điểm chung sau đây. Trực giác, nếu bạn là một người chưa bao giờ có những cảm nhận dựa vào trực giác, chưa bao giờ tin tưởng trực giác của mình, và chưa bao giờ dự đoán về một tình huống cho tới khi bạn có được tất cả những số liệu hay dữ kiện liên quan thì sẽ chẳng có gì là không công bằng nếu bạn được cho là một người không có khả năng sáng tạo dồi dào. Khao khát còn hơn cả trực giác, yếu tố quan trọng nhất quyết định việc bạn có phải là một người có khả năng sáng tạo hay không chính là việc bạn khao khát đến mức nào. Và cũng như tất cả các lĩnh vực đầy cạnh tranh khác, những người làm tốt là những người có động lực, sự kiên trì và tất nhiên còn vô cùng tài năng nữa. Có mối quan tâm lớn tới quảng cáo, sự tập trung sẽ luôn có ích cho dù bạn làm công việc gì đi chăng nữa. Chủ động, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, bạn cần luôn ở thế chủ động, tóm tắt ngắn gọn và đầy đủ, tạo một đoạn phim ngắn về bản thân và tạo mối quan hệ trong những lĩnh vực, môi trường mới. Tất cả những điều này sẽ giúp bạn kiên trì. Nếu có một từ có thể mô tả được những trải nghiệm hàng ngày của một chuyên gia sáng tạo thì đó là sự từ chối. Sự khác biệt bạn càng đặc biệt càng tốt, bởi để tạo ra những thứ khác biệt hay bất thường, ngành công nghiệp của chúng ta cần những con người khác biệt, những người mộng mơ, lập dị, dễ bị ám ảnh, những người chập mạch. Một số người nói chuyên gia sáng tạo tốt nhất giống như những miếng bọt biển cứ lặng lẽ thẩm thấu tất cả những gì xuất hiện xung quanh. Nhưng cũng có người nói rằng họ là người có cái nhìn phiến diện giống như một loài động vật thân mềm với lớp vỏ dày, ngoan cố bỏ qua tất cả những ảnh hưởng từ bên ngoài, quả quyết xác định lãnh thổ của mình. Phần 2. Sống sót. Trong phần này, cuốn sách Để quảng cáo không phải là quảng cáo chỉ ra cách làm thế nào để một nhà quảng cáo có thể tìm kiếm các cộng sự phù hợp. Việc tìm được một cộng sự thực sự không khó, nhưng bạn cần phải đảm bảo rằng đó là một người thực sự phù hợp và cùng nhau đi đến lâu dài. Trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ tìm được 5 lý do để từ bỏ mối quan hệ cộng tác nếu như các bạn không thể cộng tác tốt với nhau, cũng như cách dung hòa mọi mối quan hệ với cộng sự cùng làm việc như đạo diễn,
trợ lý, quản lý dự án là yếu tố vô cùng quan trọng. Trong công việc, dù bạn có tài năng và nỗ lực đến mức nào thì bạn cũng không thể hoàn thành những công việc quan trọng và lớn lao mà không có sự cộng tác với những người đồng nghiệp. Vậy nên hãy luôn đảm bảo rằng bạn cần hòa HP với mọi mối quan hệ cộng tác với đồng nghiệp của mình một cách nhuần nhuyễn và tốt nhất. Phần 3. Thành công. Làm thế nào để có được những hợp đồng quảng cáo tốt? Cách lựa chọn những phương tiện truyền thông phù hợp để kết nối với khách hàng. Câu trả lời đó chính là năng lực tốt và những brief tốt để thực hiện. Tất cả những công ty quảng cáo đều khẳng định họ thích những thách thức, nhưng nếu được lựa chọn giữa một hợp đồng với thách thức to lớn và một hợp đồng khác mang lại cơ hội vô cùng lớn, thì chắc chắn tất cả đều lựa chọn cơ hội cho công ty họ. Nói cách khác, trong cả 10 lần, thì cả 10 lần họ sẽ chọn thực hiện hợp đồng với Nike hơn là một công ty sản xuất sản phẩm cọ rửa nhà vệ sinh. Tất nhiên, đơn vị đầu tiên thực hiện được một quảng cáo hay và ý nghĩa cho một thương hiệu chưa từng có dấu ấn nào trước đây sẽ giành được nhiều lời khen ngợi và nể trọng. Tuy nhiên, khả năng xảy ra là rất thấp. Quảng cáo trên truyền hình được cho là khó khăn hơn cả. Bởi quy trình thực hiện quảng cáo trên truyền hình cần rất nhiều bước, như việc biên tập và phân loại, vốn không tồn tại trong quy trình quảng cáo trên báo và tạp chí. Dự tính chi phí cho một quảng cáo trên truyền hình sẽ lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là vào những khung giờ vàng và những chương trình thu hút lượng khán giả lớn. Những quảng cáo khác được cho là đơn giản hơn có thể bao gồm quảng cáo trên báo và tạp chí với khoảng không gian hẹp, quảng cáo thương mại, biểu ngữ kỹ thuật số. Phần 4. Vươn xa. Phẩm chất của một chuyên viên quảng cáo giỏi, lựa chọn thời điểm nào thích hợp và không thích hợp để khởi nghiệp. Theo tác giả, không có thời điểm thích hợp hay không thích hợp, chỉ có thời điểm bớt sai lầm hơn mà thôi. Nếu đã sẵn sàng thì cứ bắt đầu. Khởi nghiệp cùng ai người bạn yêu quý hay người bạn thấy quan trọng? Tốt nhất là cả hai. Nhưng phải chắc chắn rằng là người mà bạn nghĩ là giỏi. Bạn sẽ dành nhiều thời gian và trải qua rất nhiều thăng trầm với cộng sự của bạn. Vì thế sẽ rất tốt nếu bạn quý mến họ. Nhưng vấn đề mấu chốt phải là bạn nghĩ rằng họ làm tốt những phần công việc của họ. Tuy nhiên người mà bạn tin tưởng có thể quan trọng hơn người mà bạn yêu quý. Tạm kết. Xin được mượn những dòng tâm sự của tác giả cuối cuốn sách để quảng cáo không phải là quảng cáo cuốn sách tuyệt vời và đầy tâm huyết của một người làm quảng cáo dày dặn kinh nghiệm và giải thưởng. Hãy đọc cuốn sách này để truyền thêm lửa cho tình yêu đối với công việc, tiếp tục đam mê của một người sáng tạo, yêu thích quảng cáo và muốn gắn bó với nghề. Hơn tất thầy, mấu chốt của vấn đề nằm ở thái độ. Thái độ tốt sẽ giúp bạn làm tốt công việc và có những thành công, vươn xa trên con đường sự nghiệp để khi nhìn lại, bạn sẽ có thể mỉm cười với những gì mình đã chọn, đã làm và đã cống hiến. Khi bạn có một cuộc sống tốt và hạnh phúc, quảng cáo là một ngành công nghiệp tuyệt vời để làm việc và tôi sẽ khuyên bạn nên tiếp tục càng lâu càng tốt. Nhưng khi bạn mất đi năng lực thần bí hoặc nó không còn vui vẻ hay còn điều gì bạn muốn làm nữa còn cả thế giới ngoài kia đang chờ bạn. Không ai làm công việc quảng cáo cả đời, nhưng hầu hết không ai hối hận vì đã chọn công việc đó. Để quảng cáo không phải là quảng cáo, cuốn sách hướng tới bất cứ ai đang cân nhắc tới việc trở thành một chuyên viên quảng cáo. Những ai đang